Chào các bạn. Hôm nay tôi làm video nói về bùa chú là gì? Có những loại bùa chú nào? Từ ngàn xưa, khái niệm bùa chú đã xuất hiện trong những sách kinh sách của nhiều tôn giáo khác nhau. Hầu hết, các bùa chú ban đầu được tạo ra với mục đích tốt đẹp là cầu an, giúp an tâm, gia đình yên ổn. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng bùa chú để trừ tà, chữa bệnh, phá bùa, yếm đói. Dưới đây, tôi xin giới thiệu tới các bạn những khái niệm về bùa chú và các loại bùa chú. Theo đó, thì thư và yếm là hai khái niệm tâm linh siêu nhiên, đó là nghi thức điều động một năng lực siêu nhiều vào việc hãm hại người bằng bùa chú. Thư có tác dụng gây bệnh tật, hành sát nếu trầm trọng có thể gây mất mạng. Yếm thì có tác dụng hủy hoại đường công danh sự nghiệp của đối thủ, khiến cho họ làm ăn thua lỗ, gia đình ly tán. Thư và yếm được thực hiện trên căn bản là sử dụng những quyền lực vô hình của bùa và chú. Chúng chỉ khác nhau ở nghi thức. Một lá bùa yếm có ba bộ phận quan trọng là phù đầu, phù đảng, phù khước, cùng phối hợp với chú ngữ và chỉ pháp để sử dụng. Trong đó, phù đầu là chỉ đầu lá bùa, phù đảng là chỉ gan lá bùa, phù khước là chỉ chân lá bùa. Nếu muốn thư người nào, thì thầy phù thủy sẽ dùng những đồ vật cá nhân của người đó để làm phép, có thể là quần áo hay vật dụng dùng hàng ngày, nhưng phổ biến nhất là tóc hoặc móng tay của đối tượng. Thầy phù thủy sẽ thực hiện đọc thần chú hàng ngày để tù yếm vào những món đồ khiến nạn nhân đau đớn, khổ sở. Cũng có những nơi dùng hình ảnh hay những hình nộm viết tên và tuổi của đối tượng. Sau khi tiêm phép và chú nguyện, thì thầy phù thủy dùng vật nhọn như mũi kim đâm vào bức ảnh hay hình nộm để hành hạ người đó. Hễ dùng vật nhọn đâm vào nơi nào thì đối tượng sẽ đau đớn nơi đó, dù khoảng cách giữa họ cách xa ngàn dặm. Trong khi thư thì không cần phải gặp trực tiếp đối tượng, thì yếm lại cần thực hiện một cách trực tiếp hơn. Đây có thể là khuyết điểm lớn nhất của phương pháp này. Sau khi thầy đã tiêm phép thì phải đến tận nơi để yếm và an vị lá bùa. Nếu lá bùa càng gần với nạn nhân thì tác dụng lên nạn nhân càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Thật ra, thư yếm là một bộ môn siêu hình đã xuất hiện từ lâu trong dân gian ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi nơi lại có một biến thể khác nhau. Với những tông phái huyền bí thì môn này không có gì xa lạ. Mà việc giải từ thư yếm như một phương tiện làm đạo giúp đỡ người khác. Theo nguồn gốc của thư yếm thì bộ môn này thường được truyền bá trong những bộ lạc hai sắc tộc thiểu số sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Bùa ngải là gì? Sử dụng bùa ngải như thế nào? Định nghĩa ngải là gì? Ngải thuộc họ thực vật,
Thân thảo có củ, củ nhỏ nhất thì nhỏ hơn củ nghệ một chút, như ngải đen, ngải nàng thâm, nàng xoài. Lớn hơn thì có thể to bằng con heo đất, như ngải hổ, ngải tượng. Một số loài đã có tên khoa học và được công nhận tính năng chữa bệnh hay giúp ích cho cơ thể con người bởi các nhà nghiên cứu khoa học công bố. Chẳng hạn có những loại củ cây ngải có thể giúp tăng cường sinh lực, tăng sự dẻo dai mà dân phu tầm thường hay dùng trong những chiến luồng gừng dài ngày. Người ta thường hay nói ngậm ngải tìm tầm là vì thế, nhưng đa phần cây ngải vẫn còn mang nhiều bí ẩn mà tên gọi chỉ được truyền miệng qua kinh nghiệm dân gian. Ngược lại, với những loài ngải có tính dược liệu thì cũng có những loại ngải có tính độc, nhẹ thì gây mặn ngứa ngoài da, nặng hơn thì có thể ngộ độc, dẫn đến bệnh tật hoặc mất mạng. Tóm lại, ngải cũng chỉ là một dược chất, một loại thảo mộc mà các nhà chuyên môn đặc biệt tinh luyện gieo trồng, nuôi nấng trong phạm vi thần quyền. Nói một cách dễ hiểu hơn là họ dùng quyền phép, bí thuật của họ để truyền vào cây ngải hoặc củ ngải. Và cũng tùy theo quyền pháp và giá trị của loại cây hoặc củ để đánh giá trị của từng loại ngải khác nhau. Cũng cần mở một dấu ngoặc ở đây. Hãy gạt bỏ ra ngoài sự nghi ngờ về những điều mà chúng ta thường cho là vô lý. Có lẽ trong chúng ta, quý bạn cũng như chúng tôi, có một người đã từng chính mắt nhìn chứng kiến những phù phép ghê người của các thầy pháp cao tay. Nào là dùng cây sắt xuyên qua người, dùng dao cắt đứt lưỡi, nhúng tay vào giặt dầu sôi, dùng dây thắt cổ mà không chết. Dù ta có bài bác đến đâu cũng phải tầm phục và tin rằng họ có chân tài thực học, có khả năng về quyền bí thật sự. Người ta thường nói, người nam giỏi về bùa ngải, người tung giỏi về thư phù, người bắc thì giỏi về độc tùng. Độc tùng tức là nuôi thuốc độc. Sự phân tích trên rất đúng, bởi vì người miền Nam chịu ảnh hưởng của quyền bí cao miên, tức là Campuchia và Lào, nên sự phát triển về ngải nghệ cũng do đó mà ra. Người Tung chịu ít nhiều ảnh hưởng của triều đại Chiêm Thành, Champa, nên lại thịnh về phù thư, đối yếm. Và người Bắc thì chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa, một nước mà xưa kia chuyên dùng hương mê và chất độc để diệt hạ đối thủ. Trên đây chỉ là nhận xét chung, nhưng trên thực tế, số người giỏi về bùa ngải, thư phù và tùng chỉ là con số tối thiểu mà thôi. Và thường là khi một người đã giỏi về bùa ngải thì cũng biết luôn cả thư phù và tùng độc. Hiện nay các nhà tướng số có chân tài phần nhiều đều hiểu rõ và biết cách nuôi ngải, luyện ngải và thư phù. Có lẽ một phần vì họ xét thấy những môn đó có liên quan ít nhiều đến nghề nghiệp nên tầm học. Một phần nữa, nhờ ở sự đi nhiều của họ, nay lèo may mắn nên họ tình cờ tìm hiểu và học rồi được. Ngoài những nhà tướng số ra, số còn lại biết về thư phù, bùa ngải và tùng độc chính là những người chuyên môn sống bằng nghề nghiệp đó. Bùa ngải là gì?
Bùa ngải là loại bùa chú được làm từ các loại ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế thực siêu nhiên hắc ám làm theo tôn chỉ mục đích thần chú của người đã tạo ra nó. Tương truyền rằng khi luyện ngải, các thầy ngải pháp sư phải nuôi ngải bằng máu gà và máu của mình, tắm cho ngải ăn vào giờ nhất định, đọc thần chú cho ngải nghe, chăm ngải còn hơn cả chăm con so, cùng với đủ thứ chuyện ly kỳ, thâm u huyền bí khác. Có khoảng 100 loại ngải có thể dùng làm bùa, nằm rải rác trên thế giới trong rừng sâu núi thẳm, bởi nó là loại cây có thể tích chất đặc biệt, lại tồn tại lâu năm trong những nơi chướng khí ngút ngàn, nên ngải này có tính linh, ma tính, là nơi mà các loài yêu, ma quỷ quái rất thích cư ngụ ẩn náu, cũng giống như là các vong linh, linh hồn rất thích cư ngụ trên cây chuối hoặc nơi có vườn chuối. Bởi vậy mà trong các lễ chiêu hồn lập bàn thờ tang cho người mới mất, người ta thường bày cây chuối là theo lý này. Đã nói đến bùa chú thì dù là bất cứ loại bùa chú nào cũng phải nhờ có lực lượng âm binh giúp sức mới thành công. Ở đây ta hiểu đối với một số người dùng bùa ngải vào việc vô đạo thì lực lượng âm binh này chính là các loài yêu quỷ. Đối với yêu quỷ thì một đặc tính cơ bản của chúng là làm hại người. Nếu chúng giết được càng nhiều người thì bản thân chúng cũng được tăng thêm sức mạnh siêu nhiên. Vì chính vì vậy, chúng rất thích những người thường kêu gọi và nhờ và đến chúng để làm việc thất nhân thất đức. Chúng ám nhập, kích động, điều khiển người và kêu gọi chúng phải tuân theo tinh thần và ý chí của chúng. Sử dụng bùa ngải như thế nào? Người sử dụng bùa ngải thư yếm làm hại một người đó thì nhất định phải có những thông tin. Nếu có ảnh chụp của người đó thì càng tốt. Không có thì thầy bùa sẽ cắt giấy thành hình người rồi ghi họ tên tuổi địa chỉ ở của người đó lên. Tiếp theo thầy bùa đăng đàn đọc thần chú, làm phép kêu gọi ma mụ quỷ dùng năng lực thần thức siêu nhân của chúng để đi đánh vào người những giờ nhất định trong ngày. Thường thì phải dùng 9 giờ thì linh lực phá hoại mới mạnh. Giờ xung hình hại với tuổi của người bị hại hay được sử dụng. Thầy bùa khi đó sẽ đốt ngải khô hung khối xong vào hình nhân là hình giả hoặc là vào ảnh của nạn nhân, mồm đọc thần chú kêu gọi ma quỷ hành hạ nạn nhân. Bọn ma quỷ đó sẽ dùng các đồ vật vũ khí đánh vào người bị hại thành thương, không thành vết thương mà thành nội thương, tà khí xâm nhập vào cơ thể. Lâu dần bệnh tạng nặng nề lên, nếu không biết thì sẽ chết. Cách khác nữa là thầy bùa dùng một ly hương. Bên trong có bài vị ghi tên tuổi, nơi ở của người cầm hại. Nam thì 7 ném hương, nữ thì 9 ném hương. Cắm vào lư hương đó, phía tên theo hình nhân, người muốn yếm để khói hương xong, ám vào hình và đọc thần chú kêu gọi ma quỷ đi đánh phá hại người. Những người bị bùa ngải thư yếm như thế thường trong ngày vào những giờ nhất định sẽ bị đau yếu, mỏi mệt vô cùng, tinh thần bất định, hoảng hốt, lòng ái ngái, lo lắng không yên, sợ hãi vô cớ. Sau giờ đó lại hết triệu chứng tên hoặc nhẹ đi hẳn. Ngày qua ngày, nếu không biết bệnh sẽ nặng dần lên mà không biết do nguyên nhân gì, đi khám
cũng chẳng ra bệnh. Đây là video tôi đã làm xong việc sử dụng bùa chú và ngải như thế nào. Nếu các bạn thích, đăng ký vô sẽ được cái video mới nhất của tôi. Chào các bạn. Bye.